Đức thầy giới thiệu đó là Long qua hội ấy còn xa, ráng mà tu niệm đặng nhờ thân sao. Phải chi hội ấy hầu gần thì âm hà tất xuống tầng. Xin cảm ơn Đức Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, hôm nay được hội ngộ hành khách cư sĩ được trao đổi Phật pháp hôm nay, chúng tôi hỏi hiện đại mình qua hai câu giảng của Đức thầy, thì nó trải chân cho kịp Long Qua. Long Qua có mặt ấy là hiện nhân, nhờ hiện đại giải dần hai câu giảng này. Chân thành cảm ơn Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, thì Đức thầy cho biết đó, Đức thầy có giới thiệu cho mình cái hội Long Qua, mà Đức thầy cho biết đó là lập trời cái hội Long Qua, bạn coi hiện đức được là bao nhiêu, gian tà hồng sát cũng tiêu mà thảm thương má tánh cũng chịu cũng đạt. Hôm nay Đức thầy cho biết á, là nếu mà về được cái hội Long Qua đó, làm sao được mới về đây, làm sao mới về được đây, làm sao mà về được hội Long Qua quý vị, làm sao mà lập hội mà để mà mình có cái mặt ở trong đó để mà mình giữ hả, làm sao mà ở trong cái tay mình phải nổi lên được bốn chữ Bổ Sơn Kỳ Hương để mà vô được cái cửa của hội Long Qua. Hồi xưa đó, lời của Đức Phật thầy cho biết đó, mà lập cái hội đó mà muốn vô dự hội đó phải có lòng phái, có cái lòng phái đó mới vô dự hội. Mà bây giờ đó là không có còn cái lòng phái đó nữa, là tại vì khi cái cấp đó nó ha, là nó ma quỷ nó dữ lắm, nó thấy mình có lòng phái là nó giật nó vô hội chân à. Nếu mà trong hội đó ha mà có lòng phái mới vô được đó ha, là vô chổng là toàn là xã hội đen đứng gần đó. Bự con xăm mình vô giọng đứng gần nó, chứ không phải là có người hiền mình trong đâu. Tại vì nó quánh nó giật mình hết trơn rồi, nó giết mình trơn rồi làm gì còn. Mà cấp đó nếu mà cái người mà có phước có đức đó, là trong cái tay nó hiện lên bốn chữ Bổ Sơn Kỳ Hương, mở cửa vô cái gọn còn nói năng gì chứ, nó dễ dữ lắm quý vị. Mà nếu mà nói về trong đó được đó, làm sao mới về, làm sao mới về được đây, thấy không? Mà Đức thầy cho biết chở trên cho kịp Long Qua, mà Long Qua có mặt ấy là hiện nhân, hiền nhân mới được về hội Long Qua, chứ không trùng tàn ác làm sao mình về. Mà khi Đức thầy cho biết đó, Đức thầy giới thiệu đó là Long Qua hội ấy còn xa, ráng mà tu niệm đặng nhờ thân sao. Phải chi hội ấy hầu gần thì âm hà tất xuống trần làm chi. Cảm ơn. Là Long Qua hỏi nó còn xa, ráng mà tu niệm đang nhờ thân sao. Phải chi hỏi hầu gần thì ông hà tất xuống cần làm chi, phải không? Ráng mà tu niệm đặng nhờ cái thân sao, chứ không phải thân này đâu quý vị. Mình đem cái thân thúi này về chả không có được đâu, mà tới cấp đó là mình đi bằng cái thần thức. Bởi vì Đức thầy cho biết là thần thức nhập thai sang tinh hảo, mình đi bằng thần thức mình vô mình lập hội là lúc đó đó ha, là các ngài các vị ai cũng có chỗ hết trơn. Là hỏi ai vậy? Ông Phạm cũng có chổng luôn, Đức thầy mình có chổng, Đức Ngọc Đế ở chổng ha, Đức Phật có chổng, Đức A Di Đà, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, là Đức Bổn Sư Thích Ca, Văn Thù Siêu Lợi, Đức Phổ Hiền gì có chổng hết trơn. Là tại cấp đó là lừa lọc người hiền, Đức Gia Tô Giáo Chủ có, là lúc đó đó là người ta lừa lọc con ai người đấy dắt, phải không? Như Đức thầy cho biết con Phật, Phật dắt con ma, ma bắt con quỷ quỷ diều, cho nên là những cái gì đó con ai người đấy về. Đây gian như là tín đồ ông Phạm thì lên trển gặp ông Phạm, mình tín đồ thầy về trển gặp thầy, tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương gặp Đức Bổn Sư, tín đồ Bửu Sơn Ngựa Người gặp Đức Phật thầy, tín đồ Tuyên Hiếu Nghĩa gặp Đức Bổn Sư đó. Còn tín đồ mà như là của nhiều Phật tử này kia thì gặp các Đức Phật. Mà Đức thầy cho biết đó là các Đức Phật không khi nào rảnh mà tâm từ bi dẫn những chúng sanh. Mà cái hội Long Qua đó là Đức thầy cho biết là Long Qua hội ân cần lo lập, lập cho đời tam thập lục nhân. Quý vị mình nên biết là khi mà lập được cái hội rồi đó ha, là mình ở người mình dưới đây là không còn ai, nhưng lại cái cấp đó là ba tiếng sắp nổ rồi, tới cấp đó là kêu bằng là rung chuyển trời đất rồi, cấp đó là ông Năm ông nổi lên rồi, mà lầu đài nếu cấm lộ nay nay mai mà ruột năm non có các đại rồi, thấy không? Mà là trên năm non rồng cũng tốt tư miền bảy núi thì... mà sao có quý rồi, phải không quý vị? Hay là mãn xà ẩn nước rừng xanh, đó là lửa quanh uống khúc mà hoành hành lớn gớm ghê đây, kẻ ác đức hồn mê chưa tỉnh mà dưới sông thì lên ngã sống to to, dưới trên con hét con hò đó mà lớp vai lớp chạy mà dài dò người hung mình,
cái người hung là bị dạy dò liền, là tại vì đó là kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, còn người hiền là khó kiếp trên đời, người hiền của mình là được về chánh dân này. Thì khi mà lập được cái hội gọi đó em mình đây là không có còn ai chứ, phải không quý vị? Không có còn người nào dưới đây, tại vì người hiền ta đi chân, người ác dưới đây không à, phải không? Còn là cái người ác, cái người mà phải bị những cái sự mà dài dò của các loài mà thú rắn to tên gọi mãng xà trên rừng nó xuống nó thay dương trần, không là kẻ hung chừng ấy làm mồi cho bầy ác thú mà đền bầu tổ xưa quý vị. Cho nên tới cái hội long qua đó ha, là quý vị mình yên tâm đi, ông xấu ông năm gì ha, ông nổi lên nhóc hết trơn rồi, ông két ông cũng bay luôn nữa. Mà ông bay chi vậy? Cái lời của Đức Cậu Hai Thanh Sĩ ông nói nè: mẹ đấy con lặt kìa tên chốt núi, có con chim đã nở từ lâu, đến chừng khi có máu thấm vào nó dùng hiện lớn lao bay khắp. Mà mẹ đấy con một lần nói gấp là ngàn muôn người vẫn được như thường, mà đến chừng khi cánh nó hoạt tương là nhà cửa sập phố phường tan nát. Kính thưa cho quý vị, mỗi lần mà ông két ông gấp đấy ha là ngàn muôn người, mà ông bay một cái đấy ha là ông nhà cửa gì sập chân, phố phường gì nó tan nát hết chân. Quý vị mình thấy đó, cái đó là cái cơn là tận diệt, cái cơn lập đời. Lập đời là khi mà hội long qua thì cái người hiền mình đây là được về chỉnh, là tới cái ngày đó là ngày ban thưởng. Tính ra là đời là ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý đến năm nay hao hết đã nhiều. Đức thầy cho biết thấy dương gian ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn sửa tiêu cho rằng Phật, rằng để Phật dạy đời. Có nghĩa là ông Phật cũng xin mình, ông xin ông Phật để cho mà cứu mình, cứu cái người hiền, cứu người tu. Nếu mà ông Ngọc Hoàng ông trợ vũ sổ hết là hiền không gì chết hết trơn, mà ông Phật cũng xin lại để cứu được người hiền, như là Văn Thù Bồ Tát Từ Bi chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng bồm lon rước người tu niệm là xê sang thủy tình, mà rước người tu niệm nha. Ông Phật cũng xin cho nên tới thời kỳ, tới cái ngày mà tận diệt, tới cái ngày mà lập đời, tới ngày mà thượng nguyên thánh đức, tới cái ngày mà mở hội long qua là thầy về thầy rước mình. Ông Năm nổi lên ông hốt hết trơn, ông hớp ba cái cặn bã ở dưới đây rồi ha, là ông két ông hớp hết trơn à, là mấy ông này ông kia ông đau làm việc hết trơn, là cấp đó mình người hiền mình đứng mình dòm cho làm gì. Mình đâu có bị đê mê bất tỉnh đâu, mình đâu có bị chư thần dắt vô trong mà không có ông Năm đó, mà mình còn được coi ruột năm non nữa, mình còn coi được đó là cái cảnh là tiên trước thâm thoa nồng nặc đó, chứ không phải chơi đâu quý vị. Mà lúc đó là mình là có tội sang là có chỗ ngồi liền, chứ không phải không đâu quý vị. Cho nên bây giờ mình ráng mà cho tới cái hội long qua mình có mặt được, long qua có mặt cái là hiền nhân, quý vị ráng làm hiền đi tặng mà về hội long qua. Bây giờ quý vị thấy cơn sàng lọc chưa, nó sàng với dần nhiều nỗi thông do mà lọc lừa gạo cội như sông, nó đều cứ giặt giả, cứ bệnh hoạn, cứ là sóng thần, cứ là động đất, cứ là nạn nước lửa này kia không, cứ là ngập lụt này kia, quý vị thấy không? Cái đó là cái sàng lọc, cái cơn sàng lọc lâu lâu cái hỏi cũng sàng cái cho cái người hung nó rất bớt, có cái người hiền mình còn ở lại, mình gạo cội mình ở lại chứ, mà ba cái mọt nó đi hết trơn à. Trên bây giờ đó gán làm sao mà cho thành gạo cội đi, chứ mọt hết trơn là lụm gạo hết trơn à. Là mình là bị dính chưởng chơn à. Cho nên quý vị ráng hỏi tại sao ạ? Cái người tu mình á tin nhân quả cho nên không bị gì, cái người tu mình niệm Phật cho nên không bị gì, chứ không phải không. Cho nên quý vị mình ráng mà Đức Thầy cho biết ráng làm hiền, muốn làm hiền là ráng nhịn đừng tha, mà là người hiền là khó kiếm trên đời. Cho nên Đức Thầy cho giới thiệu nó có nhiều người nó lo lâm qua mà sắp tới thì sao tu sao kịp, mà Đức Thầy giới thiệu Đức Thầy cho biết là lâm qua hỏi ấy nó còn xa, cho nên cứ ráng tu từ từ tu. Nhưng mà ông Hai cho biết nha, tại vì thầy không có chứng rõ cái câu nào là gọi là thầy nói xa nhưng mà không biết khi nào. Còn mình đây mình nghĩ gì xa mà mình tu giải đãi hoài đó, ông Hai cũng đầy nữa. Ông Hai nói chớ đừng tưởng việc còn lâu, chỉ trong một khắc là địa cầu trung linh. Quý vị giờ là ráng, cho nên bây giờ mình cứ ráng mình tu đi, được nhiều hay nhiều mà yêu cầu đó ha, là khuyên người tu tỉnh ít gì cũng hay. Có tu được rồi mà phải tu cho nó êm, bởi vì khi đó mà tránh sáu đường cũng đặng về thần, thầy cho biết vậy. Bây giờ mình tránh được cái sáu đường ác đó mình cũng về được ông thần, không về được Phật nhưng mà mình cũng ở cái cõi im rồi, mình cũng ở cái cõi gọi là không có còn chịu khổ như người nữa, tránh sáu đường cũng đặng về thần. Bây giờ gian nhưng mình cứ tu đi, rồi tới cái cấp mà ban thưởng này ha, cái phước ông ở đâu thì ta đưa ông vô chỗ đó, cái phước về thần thì về thần, cái phước về thánh về thánh, cái phước được về ông tiên thì là ông tiên, mà về được ông Phật thì mừng cho mình, không có gì chân. Cho nên nó có tầng lớp chân à,
y chang như đó là viết ra giảng kệ bốn bài đó, giả từ Trần Thế mà lưu hài bung phi đó, hay là viết ra giảng kệ một bài cho trong bá tánh một mai càng lòng đó. Thì bây giờ đó là Đức Thầy cho biết mình y chang như mình lấy năm cái quyển sách giảng của Đức Thầy mình để mà mình nghiên cứu đi, thuộc được quyển một đó làm người, thuộc quyển hai làm thần, thuộc quyển ba làm thánh, thuộc quyển bốn làm tiên, thuộc quyển năm làm phật, thuộc gán thuộc mà hành y gan năm quyển của Đức Thầy mình đi là thăng về cái cõi mà gọi là ăn dưỡng, không còn gì mà nói. Cho nên Đức Thầy cho biết đó, có hội long qua đó là sẽ tới chứ không phải không, nó sẽ tới nhưng mà chưa có biết đời nào, là tại Đức Thầy cho biết đó là hạ nguyên nay đã hết đời, mà nó đã hết rồi, khi nào Thầy nó sắp hết hạ nguyên nay sắp hết đời thì biết còn đường chờ, tức là nó còn đời. Mà này là nó hết đời rồi, mà Thầy nói nay là 80 mấy năm rồi, mà Thầy thương mình, Thầy cứ để cho sàng lọc hoài, để cho cứu được cái người tu mình nè, sàng lọc hoài để cứu được cái người tu. Cho nên bệnh tới này kia kia nói giặc giả chiến tranh tới đặng sàng lọc cho cái người tu mà được an ổn thì được về đó. Cho nên như vậy đó là nó hết đời, nhưng mà cũng sắp, mà khi mà tận diệt hết chân rồi là long quang ở núi Cấm Lộ, lầu đài núi Cấm Lộ rồi, nó này chi cho nó nở mở hết trơn. Cho nên quý vị mình gắng mà chở chân vô kịp long quang. Tại sao phải gọi là chở chân? Thì đó giờ mình làm ác không mà mình không làm hiền, mà Đức Thầy nói là muốn là gọi là muốn về cõi Phật lập thân cõi trần đó là phải làm hiền, mà phải trở lại làm hiền chứ không có đi được cái con đường ác đó nữa. Lập cho rồi tam tập lục nhân mà nó là trở chơn cho kịp long qua, long qua có mặt ấy là hiền nhân, là ý Thầy nói đó giờ làm ác không à, bây giờ trở lại làm hiền cái vẫn có mặt cái trên long qua. Tại vì ác quá mà bây giờ phải trở lại làm hiền đi, thì đó giờ cứ đi thẳng là cái con đường ác, bây giờ trở lại để làm hiền để mà về được long qua. Cho nên giờ cứ ráng làm hiền để mà về long qua, tiên phật gì cũng được, miễn yêu cầu có chức phận là về chánh được ha, chứ còn làm ngự ở đây thì chưa, yêu cầu giờ làm ông thần cũng vô được long qua nữa quý vị. Ráng bị cấp đó là ban thưởng mà, phải không? Đến kỳ thi danh Thầy chạm bảng mà trên đài cao ở các linh hồn. Nếu như bây giờ mình có công có chức rồi đó ha, mình có công, mình có tu, có hiền, mình có phước đức, mà khi mà mình chết trước khi Thầy về đó, mình chết trước khi ở Long Hoa đó, là Thầy sẽ đứng lên đài cao để Thầy gửi các cái linh hồn mà có phước đức để Thầy ban thưởng liền chứ không phải không. Thầy có hứa hẹn với mình liền quý vị, cho nên giờ mình gán đi, gán làm phước đi. Bây giờ có khi mình chết trước cái ngày hội Long Hoa cũng được nữa. Tại lớp cấp đó Thầy về là Thầy kêu mình, mình yêu cầu bây giờ mình có chết thì mình cũng về núi mình tu, mình chờ Thầy, vẫn tu tiếp để chờ Thầy, làm linh hồn vẫn tu để chờ Thầy đó. Còn không nữa giờ là tại tín đồ mình muốn chờ Thầy chứ đúng ra đó ha, mà về mà mình mà có tịch duyên tịch ha, mình về núi mình niệm Phật được Đức A Di Đà rước luôn. Bởi vì yêu cầu đó là dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh cứ nhất tâm tín nguyện cũng hành thì sẽ được tội chuyện như cái là về được cái cõi Tây Phương an dưỡng nè đó. Thì y như vậy yêu cầu mình là ma quỷ hay súc sanh gì mà yêu cầu mà nhớ được niệm Phật cũng rước luôn chứ khỏi cần người mình nữa. Thầy có giải là cho mình biết rõ ràng vậy, cho nên quý vị mình cứ yên tâm lo tu đi, có chết trước ngày hội cũng được nữa, Thầy rước, Thầy về, Thầy chờ mình. Bởi vì quý vị mình biết khi mà mình chết rồi đấy ha, là mình ở nó mau hơn cái cõi này, một ngày trên cõi chợ bằng nhiêu năm dưới này, mà mình khi mà mình về cái cõi vô vi đó, một ngày của mình bằng nhiêu năm cõi này. Khi mà cái cõi khi mà mình chết rồi không chừng mấy tiếng đồng hồ là lập đời liền, là tại vì cái cõi của mình có mấy tiếng đồng hồ mà cái cõi người ta đó là cả trăm cả ngàn lắm. Quý vị thấy rõ ràng không? Cho nên mình cứ gắng đi, cứ gắng tu để chờ Thầy. Nam mô Phật, là trước sau thì cũng có mặt trên Long Hoa thôi. Nam mô Di Đà Phật.